Thưa quý vị, ngay sau khi Quốc hội có nghị quyết số 33 về chủ trương tổ chức phiên tòa trực tuyến thông qua môi trường mạng đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã đi đầu mở nhiều phiên tòa xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến. Một số vụ án mà Tòa án Nhân dân các tỉnh thành đã xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV qua phiên xét xử trực tuyến tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Đây là một trong năm vụ án được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm trực tuyến vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Được kết nối từ điểm cầu trung tâm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng với các Tòa án Nhân dân tỉnh có bị cáo và những người có liên quan đưa ra xét xử. Thực tế cho thấy, các phiên tòa xét xử trực tuyến đảm bảo các quyền tắc cơ bản và thủ tục tố tụng do pháp luật quy định, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tư pháp, không chậm trễ, tiết kiệm chi phí xã hội, tạo điều kiện rất thuận lợi cho trại giam, không phải dẫn giải phức tạp, tốn kém, đảm bảo an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các tỉnh thành phố trong việc tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho việc sắp xếp công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tôi thấy rằng thực hành quyền công tố ở phiên tòa trực tuyến với thực hành quyền công tố ở phiên tòa trực tiếp, chúng tôi thấy rằng cái điều kiện nó thuận lợi là như nhau. Cái hoạt động xét hỏi của kiểm sát viên cũng như phát biểu quan điểm đều rất là thuận tiện và công khai. Nói chung, giữa cái hoạt động của Viện Kiểm sát ở phiên tòa trực tuyến và các phiên tòa trực tiếp đều được đảm bảo. Do đó, tôi thấy rằng cái phiên tòa trực tuyến này nó rất có ý nghĩa. Nó tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết vụ án trong cái thời điểm hoặc trong những cái lúc mà có dịch bệnh xảy ra, cũng như là tiết kiệm được cái chi phí đi lại rất nhiều cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động xét xử. Trong cái xét xử trực tuyến nó khác với xét xử trực tiếp, đó là cái việc mà không dẫn giải các bị cáo đến trực tiếp phiên tòa, đó là một cái thuận lợi. Vì việc mà dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa thì nó sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền của người dân, và tôi cho rằng đây là một cái điểm mới và cần phải nhân rộng. Và để làm được những vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái cải cách trong cái việc là sửa đổi cái luật hình sự và tiến đến là các cái luật khác có liên quan. Để có được các phiên tòa xét xử thành công bằng hình thức trực tuyến, ngay từ đầu năm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 33 của Quốc hội. Ngoài việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đội ngũ thẩm phán, thư ký tòa, cán bộ kỹ thuật sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ, còn đầu tư kinh phí, trang bị hệ thống truyền dẫn, ghi âm, ghi hình tại tòa án trung tâm với chất lượng đường truyền tốt nhất, kết nối với tòa án cơ sở thông qua môi trường mạng đến với các tỉnh thành phố trong cả nước để tiến hành tổ chức các phiên tòa trực tuyến. Trong thời gian rất ngắn sau khi nghị quyết có hiệu lực, chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong về vấn đề là đầu tư thiết bị công nghệ, nhưng chúng tôi đã vượt qua khó khăn. Đến hôm nay, chúng tôi đã tiến hành xét xử được. Đặc biệt, trong đó có rất nhiều vụ án hành chính, và chúng tôi đã xét xử và cầu nối trực tuyến đến chính quyền để tạo điều kiện cho chính quyền không phải di chuyển. Tuy nhiên, qua 75 phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến khá thành công, theo tinh thần nghị quyết 33 của Quốc hội, vẫn còn bộc lộ một số tồn tại do đầu tư thiết bị công nghệ chưa đồng bộ từ các tòa án nhân dân tỉnh thành, điểm cầu kết nối thông qua môi trường mạng, chất lượng đôi lúc chưa ổn định nên có lúc còn trở ngại về kỹ thuật. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng xét xử. Trong có hoạt động xét xử trực tuyến này thì về cái cơ sở vật chất thì cần phải đảm bảo. Nhất là trong cái đường truyền thì có những cái lúc là cái âm thanh nó không tốt, trong khi là chúng tôi xét xử trên địa bàn là cả 12 tỉnh miền Trung Tây Nguyên, có những cái ngôn ngữ, cái âm thanh của cái người địa phương khi phát biểu thì nó khó nghe, nó cũng ảnh hưởng tới cái kết quả hoạt động xét xử. Để khắc phục những hạn chế xảy ra trong quá trình xét xử bằng hình thức trực tuyến, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã có phương án khắc phục và tiếp tục kiến nghị với các cơ quan cấp trên và chính quyền địa phương nơi có điểm cầu tích cực quan tâm hỗ trợ. Bên cạnh những mặt đạt được, đúng không ạ, thì rõ ràng là còn một số những trường hợp nó có thể dẫn đến là hình ảnh âm thanh đôi lúc nó chưa đảm bảo kỹ thuật, thì cái điều này cũng không thể tránh khỏi được trong quá trình chúng ta bước đầu ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên là trong thời gian tới, nếu
tôi đề nghị là nhà nước, tòa án dân tối cao quan tâm đầu tư hoàn thiện về công nghệ để cho cái hệ thống trực tuyến được đồng bộ từ trung ương đến địa phương, và như thế chúng ta sẽ khắc phục được những cái điểm yếu, những cái hạn chế trong quá trình chúng ta áp dụng, và người dân chắc chắn là người ta sẽ hài lòng. Thành công từ các phiên tòa trực tuyến qua gần một năm đưa vào hoạt động, chúng ta có quyền hy vọng về sự hình thành tòa án điện tử xét xử trên mọi lĩnh vực trong tương lai không xa.